Chào mừng các bạn đã đến channel của Ti Long. We do a hot shots compilation here from WTT here every day. You could do one from this match alone. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cầm vợt hiện đại và toàn diện nhất. Với cách cầm vợt này, bạn có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật phòng thủ tấn công cả hai bên trái và phải. Trong bàn, gần bàn, và xa bàn một cách dễ dàng nhất. Có hai cách cầm vợt cơ bản, đó là cầm vợt ngang, là cái cách cầm vợt giống như hai người bắt tay nhau, và cách cầm vợt thứ hai hay còn gọi là cầm vợt thìa. Trong video hôm nay thì tôi sẽ đi sâu vào cái cách hướng dẫn các bạn cách cầm vợt ngang. Còn cái cách cầm vợt thìa, vợt dọc thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở video tiếp theo. Xin các bạn hãy đón xem. Cách cầm vợt ngang đúng nhất và hiệu quả nhất thì các bạn sẽ đặt xiên theo lòng bàn tay như hai người bắt tay nhau. Cái thứ hai là cạnh vợt bạn sẽ đặt ở ngay hổ khẩu, là ở giữa ngón trỏ và cái ngón cái ha. Và ngay cái mí vợt là nối giữa mặt vợt và cán vợt. Và quan trọng nhất là hai ngón, ngón cái và ngón trỏ thì các bạn song song với nhau ha. Có nhiều bạn là cầm vợt sâu, là chúng ta cầm sát trên cái mặt vợt ha. Thì lúc này là nó có cái ưu điểm là chúng ta tấn công uy lực và mạnh ở xa bàn. Nhưng nó khuyết điểm là cổ tay chúng ta sẽ bị cứng ha. Thì lúc đó là chúng ta sẽ yếu những cái kỹ thuật trong bàn. Chúng ta sẽ khó gò cắt xoáy, khó bắt ngắn, và khó tạo ra những cái kỹ thuật flick, khó tấn công ở đối thủ. Và tôi thấy là có nhiều bạn thì cầm nông ha, thì chúng ta cầm lỏng ở ngoài cái cán vợt quá, thì lúc này thì chúng ta có cái ưu điểm là cái cổ tay chúng ta sẽ rất là lỏng ha, và chúng ta sẽ dễ tấn công đánh ở trong bàn, sẽ dễ biến hóa xử lý khéo léo trong bàn. Nhưng nó bù lại khuyết điểm là khi chúng ta cầm vợt lỏng như vậy thì chúng ta tấn công ở ngoài xa bàn nó sẽ không có lực. Trong video này tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách cầm vợt, làm sao các bạn tối ưu được tất cả các kỹ thuật trong thi đấu. Các bạn cầm vợt đúng thì các bạn có thể sử dụng, triển khai cái kỹ thuật một cách rất dễ dàng. Nhưng song song đó có những cái cách cầm vợt nó sẽ hạn chế kỹ thuật của các bạn, dẫn đến là các bạn thực hiện kỹ thuật khá khó khăn ha. Tôi sẽ ví dụ là một vài cái trường hợp như có nhiều bạn cầm vợt dọc theo các ngón tay, thì lúc này thì các bạn là vô tình chúng ta là bị đứng cái đầu vợt ha. Đây chúng ta dễ đẩy bóng, nhưng mà khi đó chúng ta rất khó là tạo xoáy ha. Và có nhiều bạn là cầm vợt là lệch về cái ngón trỏ ha. Và có nhiều bạn cầm lệch về ngón cái. Như các bạn thấy là hầu hết cái cách cầm vợt vừa rồi là ảnh hưởng đến lực và tốc độ của những cái kỹ thuật tấn công. Mà xu hướng lối chơi tấn công hiện đại là chúng ta là phải toàn diện, đồng thời là nhanh, mạnh.
thì khi đó chúng ta mới gây khó khăn nhất cho đối thủ. Cách cầm vợt này là cơ bản và nền tảng cho mọi kỹ thuật. Còn cái cách cầm vợt nâng cao mà các ngôi sao thế giới họ sử dụng để linh động trong các kỹ thuật như là giao bóng, cắt, flick, tấn công, giật, thì tôi sẽ hướng dẫn trong video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, xin đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.